truyền một tháng tuổi. Cái gì cơ? Anh nếm tổ chức sinh nhật cho cục nóng đi. À, tổ chức sinh nhật á? Làm gì đây? Nhưng mà mới có một tháng tuổi thì làm gì có ai tổ chức sinh nhật với các bạn nhỉ? Tổ chức sinh nhật cho cục nóng đi mà. Làm gì đây? Bình thường ấy là phải tròn một tuổi, một năm tuổi cơ thì người ta mới tổ chức sinh nhật. Chứ bạn khủng long này có mới một tháng tuổi, không đòi tổ chức sinh nhật thì làm gì được? Tại sao lại không được? Tôi mày yêu quý cục nóng cả. Đẹp nạt tháng. Ui giời ơi, cái bạn khủng long này của tớ hay dỗi thật đấy. Bảo không được một cái, thế là mặt buồn ngay, xong lại còn tức giận nữa kìa. Thôi được rồi, tổ chức thì tổ chức, một tháng tuổi thì làm một cái lễ nhỏ nhỏ cũng được. Thế nhưng mà hôm nay anh bận lắm, anh còn phải nhặt bao nhiêu rau đây này. Bây giờ đi vào rủ em Cam đi mua đồ sinh nhật về đi. Cam ơi, đi mua đồ sinh nhật thôi. 1 hour later. Để xem em Cam mua bóng gì đây. Ai nhỉ? Không biết là mua bóng khủng long nhỉ mây. Được đấy. Đây là một con khủng long gì các bạn có biết không? Một con khủng long ăn cỏ. Khủng long ăn thịt. À đúng rồi, khủng long ăn thịt thì mới có nhiều răng sắc nhọn như thế này. Nhưng mà thôi, cứ có khủng long là được rồi. Đúng rồi, sinh nhật khủng long thì phải có hình của khủng long chứ, đúng không? À đây chính là các cái quả bóng mà bơm ra nó sẽ có hình chữ Happy Birthday đấy. Ồ thế em Cam, anh bảo là đi mua bóng với cả bánh kẹo cơ mà. Thế bóng đầy đây rồi, có bánh kẹo không? Tất nhiên là có rồi. Được rồi, thế thì bây giờ chị em mình bơm bóng thôi em Cam ơi. Here we go. Let's go. Rồi, em Cam bơm đi quả bóng này. Em Cam bơm bóng tròn nhá. Còn chị sẽ bơm bóng màu sắc này. Con khủng long này béo đúng như con khủng long nhà mình ấy. Đúng rồi, nhìn này, người to ơi là to luôn. Tiếp đến, bơm các cái chữ này nhá. Bơm cái này phải thật cẩn thận đấy, không nó nổ. Này chúng mình sẽ mất ngay dòng chữ Happy Birthday đấy. Được rồi, chờ chị Trang bơm xong rồi mình trang trí tiếp. Ta-da! Đây là chị em chúng tớ đã trang trí được background sinh nhật này cho bạn khủng long, trông rất là đẹp rồi các bạn ơi. Nhìn bạn cười thích chưa kìa. Bạn khủng long đang rất là thích thú đấy. Nào anh Trang ơi, bây giờ bọn mình mang bánh kẹo lên để tổ chức sinh nhật thôi. Đúng rồi, anh Trang cũng mua bánh kẹo mà. Bỏ bánh kẹo ra để chúng mình Happy Birthday thổi nến thôi nào. Đâu, đưa đây em xem kẹo em Cam mua về có ngon không nè. Đây. Wow. Ôi, kẹo gì mà trông nó quện quện thế này, ngon đấy. Còn đây là kẹo gấu à? Kẹo này là kẹo à? Kẹo này là kẹo chip chip. Bây giờ để thử bóc một loại kẹo ra nha. Kẹo chip chip. Long thật nào, thích ăn kẹo chip chip. Chip chip này. Sao lại có ba cái cục này kẹo chip chip? Tôi nhớ là nó trong trong, nó dẻo dẻo mà nó nhiều cơ mà. Còn đây là cái gì đây? Quân. Cái này thì làm sao mà ăn được nhỉ? Để tôi bóc cái này nào. Ồ, cũng là quân. Và những cái thanh gì đó. Đây trông như kiểu là mấy cậu tập hướng dẫn sử dụng đi. Đừng bóc hết ra như vậy. Đây này không phải là kẹo này. Ôi, em Cam mua nhầm kẹo rồi. Đây không phải là kẹo ăn sẵn. Ui giời ơi, thế này thì không ăn được đâu khủng long ơi. Ôi không, bạn khủng long đang buồn các cậu ơi. Bạn có kẹo thật cơ. Em không ăn luôn được mà. Nhưng mà mình có thể làm được đấy. Làm được à? Ở đằng sau này nó có hướng dẫn sử dụng này. Ôi, đây là kẹo phải làm, tự làm cậu ơi, chứ không phải là kẹo ăn luôn. Nào mà tớ thấy bao nhiêu những cái nguyên liệu này. Em càng mua, chả biết mua gì cả. Thôi, khủng long ơi đừng buồn nữa, chúng tớ sẽ làm cho cậu kẹo nhá. Yeah, anh nhìn mơ là em làm kẹo dẻo chưa? Đấy, càng làm đi xem nào. Đây là cái kẹo dẻo màu vàng này. Còn đây là những cái khuôn này. Em Cam sẽ cho kẹo vào khuôn đi. Rồi.
Làm gì đây? Em Cam làm như vậy thì ai dám ăn kẹo em Cam làm nữa. Đúng rồi, Cam làm phải sạch sẽ vào. Lại còn mút cả thay nữa các cậu ơi. Cam sắn cục to to vào, cục đấy anh thật sợ hơi bé đấy. Phải bóp bóp cho nó mềm đây ạ. Rồi, xong em Cam cho vào khuôn này đi. Đấy, ấn thật chặt vào khuôn. Để lát nữa chúng mình sẽ lấy hai khuôn này ốp vào nhau nhá, để tạo hình ra các cái quả chuối, quả ớt này, quả dâu tây và quả cam. Để chị phụ giúp em Cam nhá. Chị bóc phụ em. Đây, chị bóc cho em Cam cái bột màu xanh này. Bột màu xanh thì chúng mình sẽ làm ra quả ớt. Còn bột màu hồng này thì sẽ làm ra quả dâu tây và quả cà chua. Đấy, em Cam chia phần ra đi. Chia phần mà phải nhào nhào nó lên nhá. Em biết rồi. Phải bóp này, cho cái bột này nó nhuyễn ra như này thì mới ấn được vào cái khuôn này. Được rồi đây. Kẹo này của chị cũng làm tương tự như kẹo của em Cam đấy, làm ra những chiếc kẹo mút có hình các bạn con vật. Đây là hai chiếc khuôn, một chiếc khuôn hình con chó và con mèo. Để tôi bắt tay vào làm cái kẹo này nhá. Đọc hướng dẫn sử dụng thì làm kẹo này rất là dễ luôn. Chỉ cần bóc bao bì ra, lấy thanh kẹo ở bên trong và nhào như kiểu nhào bột ý. Nhào như kiểu là nhào đất lặn. Đúng rồi, nhào như là nhào đất lặn chứ không phải nhào bột. Ơ, em Cam làm gì? Để em Cam tập trung làm cái kẹo dẻo của em Cam đi. Đấy. Mùi cái kẹo này thơm lắm. Đây, em Cam nhào với chị cái cục màu hồng này nhá. Để chị nhào tiếp cái cục mực. Màu màu gì đây? À, màu vàng. Ôi, em Cam đừng có cho vào mồm liếm như vừa nãy của em Cam nhá. Như thế là không ai dám ăn kẹo của em Cam nữa đâu. Không liếm đâu, em ngửi thối thối mà. Bây giờ cái miếng kẹo này của chị nó đã mềm ra rồi đấy. Đây, kéo dài ra nó mềm như thế này này. Wow. Ớt của em mềm hơn còn chắc luôn. Bây giờ chị sẽ để nó vào khuôn nhá. Chia đều ra. Mình sẽ làm con chó có màu vàng, còn con mèo sẽ có màu hồng. Sau khi cho kẹo vào khuôn rồi, mình sẽ bắt đầu đóng khuôn lại nha. Sập khuôn lại. Bóp thật là mạnh, thật là chặt. Kẹo mút thì không thể nào thiếu que được. Đây chính là bốn cái que kèm theo ở trong cái túi đó. Chúng mình sẽ đút thật sâu vào cái khuôn này nha. Ta-da, xong rồi. Bây giờ tớ mở khuôn ra nhá, xem chiếc kẹo mút này của chúng mình đã làm xong chưa. Thành hình một bạn cún rồi nè. Còn đây là một bạn mèo trông rất là dễ thương. Trông cũng đẹp đấy nhỉ. Đây là tớ đã làm xong 4 chiếc kẹo mút rồi. Cậu làm xong mẻ kem của cậu chưa nhím? Tớ thì bắt đầu làm kem của tớ đây. Bóc cái này ra này, đổ vào cái khay hình tròn này. Đây là bột làm kem đúng không? Đúng rồi. Sau đó chúng mình sẽ cho nước vào đúng không? Đây là cái khay đựng nước nó đi kèm này. Ui. Mình sẽ mút một ít nước cho vào đây. Đổ mấy cốc nước như vậy? Đổ một cốc thôi cậu ơi. Đổ vào đây này. Sau đó chúng mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Đúng rồi, trộn đều hỗn hợp này. Khi nào nó sệt sệt thì là được đúng không? Nó ra màu xanh luôn này, lúc đầu bột màu trắng, bây giờ trộn vào nước nó lại ra màu xanh các cậu ơi. Màu xanh lá cây. Nhưng mà tớ không thích ăn kem hình màu xanh lá cây đâu. Từ từ đã xong đâu. Quấy cho nó đều lên đã nha. Sau đó, không thích màu xanh đúng không? Thế thì cho bột màu đỏ vào. Cho bột màu đỏ này. Bột màu đỏ cũng có màu trắng. Tớ tưởng là phải pha riêng các loại bột này ra chứ. Ồ, nhưng mà khi quấy lên này, nó tạo ra màu hồng. Hồng hồng tím tím này. Cái này là kem bảy sắc cầu vồng à cậu? Không, kem này nó chỉ có màu hồng và màu xanh thôi. Đó, ủa, càng đánh càng sánh lên này. Trông ngon chưa, ngon chưa? Wow. Bây giờ
Cái này cậu biết là cái gì không? Một gói bột khác màu vàng. Không phải, đây là topping topping. Đổ sang bên này. Yeah. Cái này á. Có hình những ngôi sao lấp lánh à. Xúc lên này. Quấn 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 quấn. Sau đó mình sẽ chấm chấm vào ít đây. Thế là được một chiếc kem rồi. Ủa? What the hell? Chẳng được kem gì cả. Đâu cho tụi em xem nè. Đây. What? Sao em Cam lại cho vào mồm thế hả nhím? Chúng mình làm kem kẹo cho bạn khủng long mà. Em ăn thử thôi mà. Thế nhưng mà có ngon không? Nó cứ chua chua nồng nồng thế nào ấy. Nhưng mà ăn được. Khủng long sướng nhá. Hôm nay sinh nhật có đầy đủ bóng này, kẹo này, kem này, món gì cũng có luôn. Bây giờ chúng mình tổ chức sinh nhật cho bạn khủng long thôi.